À, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo hiệu ứng chồng hình, hay còn gọi là double exposure. Thì ở đây là bức hình mà mình đã xử lý rồi. Các bạn có thể thấy ở đây nó rất là đơn giản và không có tốn quá nhiều thời gian cho cái việc chỉnh sửa của chúng ta. Trong cái hiệu ứng double exposure này thì nó bắt nguồn từ cái việc là sử dụng máy phim hồi xưa, khi mà một tấm phim chụp hai tấm hình và một tấm phim chụp hai lần, phơi sáng hai lần thì người ta đã double exposure, là lồng phơi sáng. Thì đó là một cái kỹ thuật trong phòng tối, đó là chuyện khác. Nhưng mà đây chúng ta đang muốn sử dụng cái hiệu ứng này, sử dụng cho ảnh kỹ thuật số, và hiệu ứng này chúng ta có thể sử dụng trong rất là nhiều trường hợp. Tuy nhiên dễ sử dụng nhất là trong những cái bức ảnh tâm trạng mà chân dung. Như ở đây các bạn có thể thấy bức ảnh này mình đã sử dụng một tâm trạng rất là kiểu sao kiểu điên cuồng kiểu thế. Thì nó dễ giúp chúng ta nổi bật, tức là sử dụng những cái phông nền phía sau, những cái cảnh phía sau để mà miêu tả cái trạng thái cảm xúc của nhân vật mà chúng ta đang chỉnh sửa. Thì ở đây có thể chúng ta sẽ sử dụng cho cái bức ảnh chân dung bình thường hoặc là sử dụng cho ảnh đám cưới cũng được. Mình thấy rất là nhiều studio sử dụng cái cách này và sử dụng cái nền phía sau là hình nền cây thông hay là những khu rừng chẳng hạn thế. Thì những cái khu rừng hay những cây thông nó đem lại cảm giác rất là mát mẻ và nó làm cho bức ảnh trông nó thoải mái hơn. Cho nên là cái màu xanh á, nên nó giúp cho người ta mình nhìn nó rất là thoải mái và chúng ta sử dụng vậy cho ảnh cưới rất là tốt. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu sử dụng Photoshop để tạo hiệu ứng như này ha. Cái mấu chốt ở trong cái tạo hiệu ứng này đã nó chỉ nằm trong cái layer mask, cái việc chúng ta sử dụng layer mask và tách nền thôi. Ok, bây giờ mình tạm tắt này đi ha. Lưu lại đây nào. Thì ở đây mình có bức hình riêng thế này. Bây giờ mình sẽ việc quan trọng nhất chúng ta là phải tạo được cái vùng chọn để mà tách hai người ra khỏi cái nền. Thì đơn giản đây mình sử dụng quick selection tool ha, quick selection tool bôi mình sẽ refine edge. Chức năng này có từ CS5 trở lên này ha. Dùng cái brush này và bôi lại cái tóc một chút. Nếu như các bạn định hướng là mình sẽ làm cái hiệu ứng này á sau khi chụp á, thì nếu nếu các bạn có cơ hội cầm máy thì tốt nhất là chúng ta nên chụp mẫu ở trên một cái nền nền màu cho nó đơn giản chút xíu, ví dụ màu trắng hoặc là màu xanh lá cây để chúng ta dễ tách ra ha. Đây mình chỉnh một chút cái thông số này thì vậy thôi, mình giảm nhẹ shift x ha, khử cái màu nhiễu ở cái biên, tăng contrast lên 21% hoặc là 20, filter thì khoảng cỡ 0,2 tới 0,5 và smooth 4 và để smart radius, và sử dụng pen cái brush này ha, cái brush để define nó lại, tức là những cái vùng tóc như là vùng lông, vùng lông ngực đại khái thế, mình chỉ cần cái đường biên vậy thôi là khá ổn rồi. Mình sẽ sử dụng là new layer with layer mask, click ok. Thì mình sẽ có một cái layer mới ở trong layer này, có cái chứa layer mask là mình mới tạo ha. Bây giờ mình sẽ tạo một cái hình riêng. Đây mình sẽ lấy là A4 luôn, khổ A4 và khổ giấy ngang rotate 90 độ. Mình sẽ cầm và kéo cái này qua, hình người qua, giảm chút xíu đi. Sao đây các bạn thấy vừa ý là được rồi. Đó là xong cái việc này. Đây người ta thấy là nó chưa có đều lắm cho nên là mình sẽ bôi đen ở những cái vùng ngoài này ha, bôi đen ở trên để
mình vừa chọn là Ethernet Delete ha, để mà mình fill đen ở trong cái vùng ngoài cái vùng mà nãy mình chưa có chọn này. Rồi, để phím Control và click đây để kiểm tra lại cái vùng chọn ha. Ok, vậy được rồi. Sau khi xử lý, mình để thấy. Vẫn còn, mình sử dụng brush màu đen bôi hết những cái vùng màu trắng. Đây để cho các bạn hiểu rõ cái phần từ đầu mình làm cái gì. Đây, đây là lúc đầu ha. Lúc mình vừa kéo sang này thì hồi nãy cái layer mask thì nó chỉ có nằm trong cái vùng này thôi, còn cái vùng ở ngoài này chưa có. Các bạn sẽ đè phím Ethernet và click vào cái layer mask ha, click vào thì nó sẽ hiện ra chúng ta cái vùng màu trắng là vùng chọn, cái vùng màu đen là vùng không chọn, cho nên mình sẽ phải tô màu đen ở vùng này để mình chỉ chọn vào những cái vùng mặt người thôi. Vì cái màu đen nó đang ở trên foreground, nền phía trên, thì mình sẽ sử dụng là Ethernet Delete. Nếu như nó nằm ở dưới background như thế này chẳng hạn thì mình sẽ sử dụng là Control Delete ha. Đó là quy tắc phim màu Control Delete này. Đó, bởi vì đang nằm ở dưới. Mình sẽ Control D để hủy đi. Đây này qua chữ. Màu đen lên ha. Để sử dụng màu đen, brush màu đen ha. Ok, để phím Ethernet và click lại vào trong cái layer mask. Thì ok, đó là xong cái mặt người. Mình sẽ cầm và kéo cái này qua. Đây mình sẽ giảm opacity đi một chút xíu để chúng ta tìm cái vị trí cho nó phù hợp. Ví dụ như là mình để nó ở đây chẳng hạn. Tùy các bạn muốn để ở đâu để ha. Chỉnh lại chút xíu cho nó ok. Vậy mình sẽ tăng nó lên trở lại 100. Thì ở đây mình sẽ đè phím Control ha, đè phím Control và click vào layer mask của cái mặt người phía dưới và chọn lại cái layer ở trên và click vào layer mask, thì nó sẽ tự động nó tạo một cái layer mask giống y hệt như vậy. Ta có thể thao tác nhanh bằng cách là đè phím Ethernet và click vào cái layer mask ở dưới này, cầm kéo lên thả lên cái layer ở trên. Nó cũng được, không khác gì nhau. Thì ở đây sau khi đã làm xong cái này rồi, các bạn có thể sử dụng vẫn đè phím Control ha. Mình sẽ đè phím Control để tạo cái vùng chọn vào đây và sử dụng brush màu đen. Opacity giảm đi một chút xíu. Ở đây mình đang muốn cho nó lộ cái mắt và cái những cái chi tiết, ví dụ như là mắt, miệng chẳng hạn thế. Ủa, không cần. Ok. Tại sao mình phải tạo cái vùng chọn trước ha? Thì lý do là nếu chúng ta không tạo cái vùng chọn á, mà chúng ta bôi một phát vào luôn á, thì nó sẽ lem ra ngoài. Chứ màu đen thì không có vấn đề gì ha, nhưng mà nếu lỡ mà để màu trắng ấy, thì nó sẽ lem ra ngoài thì nó hơi phức tạp, nên là mình sẽ sử dụng chắc ăn thì mình cứ khoanh vùng nó lại là chỉ làm ở trong vùng này thôi. Ok, để tạo một cái lớp mình sẽ để nó là screen, perimeter screen hoặc là linear, nghĩa là screen đẹp hơn. Ok, thế là xong. Mình sẽ dùng brush màu đen và bôi nhẹ này cái là thẳng lên này. Ok, và sử dụng một cái rào khác, ví dụ như đây chẳng hạn. Và để coi lớp này các bạn tùy chọn làm sao cho nó các bạn cảm thấy hợp lý là được rồi ha. Mình sẽ lấy cái mảnh này chẳng hạn này, đưa qua xuống. Cái chân T kéo nó lại chút xíu, lật ngược lại vertical.
coi cái kích thước, cái vị trí của nó hợp lý hay không. Chúng ta cũng opacity lên và click đè giữ phím Alt+F ha, và click kéo thả cái layer mask từ cái background, kéo thả lên cái layer mới của chúng ta. Và đây mình cũng sẽ giảm opacity đi chút xíu thôi, và sử dụng brush màu đen để bôi cho nó hợp lại. Ôi chà, không tạo ra vậy đấy. Đại khái là vậy. Đây mình có thể giảm opacity đi chút xíu nữa cho nó hơi hơi vậy thôi. Rồi, để cho nó đẹp hơn chút xíu mình sẽ để một cái nền, mình sử dụng lại cái nền này chẳng hạn. Cho nó xuống cuối ha. Đó, giảm opacity đi. Và tạm thời như vậy đó, gần như là xong rồi đó. Nhưng mà tuy nhiên thì mình cảm thấy cái độ sai khác đấy nó hơi nhiều. Ví dụ chúng ta sử dụng ta có nhiều cách xử lý. Thứ nhất là sử dụng trắng đen, tạo thêm một lớp black and white là coi như xong. Hoặc là muốn tốt hơn chút xíu nữa, mình sử dụng gradient chẳng hạn, thế gradient map, sử dụng một cái gradient màu nào đấy các bạn thích. Ví dụ như đây chẳng hạn, mình giảm opacity đi xuống chút xíu. Có thể tự tạo ra những cái màu cho nó các bạn cảm thấy là ưng ý. Đây mình sẽ bỏ đi và Ctrl T để mà kéo giãn này ra. Lý do tại sao mình phải tắt cái khóa, các bạn cứ click vào cái khóa là mất thấy ha. Bởi vì khi chúng ta click vào cái khóa này, khi chúng ta transform, tức là Ctrl T cái chi tiết này đi á, thì khi chúng ta thay đổi hình dạng thì cả cái layer mask cũng bị thay đổi luôn. Nhưng mà ở đây mình chỉ muốn thay đổi cái texture ở trong thôi, không ảnh hưởng tới cái layer mask, thì mình sẽ tắt cái sec đi, tức là tắt cái sự liên kết đi. Và đây mình có thể thoải mái chỉnh sửa. Và đây mình muốn cho nó hiện thêm một chút xíu ở phía dưới này nữa. Đại khái vậy. Ok, ở đây nên chọn màu nó hợp lý. Ví dụ vậy, hoặc là chỉnh thêm một chút contrast cho nó phù hợp, tùy chúng ta ý thích chúng ta thế nào. Nhưng mà đa phần thì tăng hoặc là giảm contrast cho nó hợp lý với lại cái ý muốn của bạn ha. Đây mình cảm thấy cái contrast và là tương đối đại khái vậy. Thì đây cái cách chúng ta làm cái ảnh layer mask, ảnh double exposure. Đa phần đó là cái việc chúng ta sử dụng cái layer mask này ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tút này, và chúc các bạn có những cái sản phẩm nó phù hợp và nó ưng ý. Nhớ like và subscribe, share luôn ha. Cảm ơn.